keep us. Hà mã nhỏ bị người ngoài hành tinh bắt. Đi nào hả mã nhỏ, chúng ta thả diều đi. Diều của tớ sẽ rất là ngầu cho mà xem, cứ chờ đấy. Người ngoài hành tinh. Cứu, cứu với. Hà mã nhỏ, hà mã nhỏ. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador đây. Cảnh sát trưởng Labrador, hà mã nhỏ bị người ngoài hành tinh bắt cóc, xin hãy cứu cậu ấy. Gì cơ, người ngoài hành tinh á? Nhìn đằng kia kìa, chắc không phải người ngoài hành tinh đâu, có đúng vậy không? Có gì đấy không đúng lắm, chúng ta mau đuổi theo. Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu, kể cả là người ngoài hành tinh. Bóng bay đây, bóng bay này. Hả, dây à? Cứu, cứu. Người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh tới. Người ngoài hành tinh tới rồi. Người ngoài hành tinh. Ở đằng kia kìa. Đi nào. Thế à, hãy mau thả hà mã nhỏ ra ngay. Nó đi mất rồi. Trời ạ, nó chạy mất rồi sao? Dây diều sao? Có lẽ nào đây là một con diều chứ không phải người ngoài hành tinh. Đó là vì sao nó bay theo hướng gió. Trời ơi, đúng là vậy rồi. Chúng ta phải nhanh chóng bắt được con diều và cứu hà mã nhỏ. Cậu, đây là Babylon. Babylon, chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Đã rõ. Tới giờ biểu diễn của Babylon rồi. Đi nào. Lên nào mọi người. Hãy bay theo chiều gió. Đi nào. Được, chúng ta đi nào. Xoay tròn, xoay tròn. Bay lên bầu trời. Nó kia rồi. Cứu. Đúng là một con diều. Cố lên hà mã nhỏ, các chú sẽ cứu cháu. Cứu cháu. Cẩn thận đấy. Chúng tôi không sao. Cháu sợ con diều lớn rồi.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các con diều rất khỏe khi chúng bay lên. Vì vậy, chúng ta phải nhớ chỉ được thả diều cùng với ba mẹ mình, không được thả diều một mình. Ngoài ra, phải luôn chú ý khi chúng ta thả diều, phải cẩn thận, không vấp hoặc vướng vào dây diều. Cuối cùng, dây diều rất mảnh nên chúng ta cần phải đeo găng để bảo vệ tay của mình. Hãy nhớ những điều này nhé! Căn bếp nguy hiểm. Mùi thơm quá đi. Hai bát mì đặc biệt của nhà hàng chúng tôi đây. Wow, trông ngon thật. Ông Panda, mì của ông lúc nào cũng thật đặc biệt. Đó là nhờ nước sốt cay đặc biệt của chúng tôi. Sốt cay đặc biệt ư? Đúng vậy, đây là công thức từ đời ông của ông nội cháu cơ đấy. Đúng vậy ạ. Xin một bát nữa. Nếu ta có được công thức sốt cay đặc biệt đó, ta cũng có thể làm được món mì đặc biệt này của họ. Thật tuyệt vời. Một bát nữa đi ông Panda. Ôi, sốt cay của tôi. Có chuyện gì vậy? Chúng ta vào xem thử đi. Hả? Ông Panda, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, sốt cay đặc biệt của tôi bị mất rồi. Gì cơ? Nó đã được các bậc cha chú truyền lại cho tôi. Giờ thì nó biến mất rồi. Xin hãy giúp tôi tìm lại nó với. Đừng lo, không có vụ án nào mà chúng tôi không thể giải được. Nếu nó bị đánh cắp thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết quanh đây. Dobby, chúng ta hãy chia nhau ra tìm thử xem. Kẻ trộm. Đây là bột thôi. Hả? Dấu chân ư? Có vẻ như tên trộm đã đột nhập vào đây bằng cửa sổ. Hả? Không thể tin được. Tôi sẽ bắt được tên trộm này. Đợi đã. Tên trộm có thể vẫn còn ở đây. Gì cơ? Nhìn này, không có dấu chân của tên trộm ra khỏi đây. Vì thế chắc hẳn tên trộm trốn ở đây. Người không thể trốn ở đâu. Bắt được người rồi. Đứng lại ngay. Anh khỉ là anh à? Không phải tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn nhìn trộm xem anh làm mì như thế nào thôi. Tôi không có trộm sốt cay của anh đâu. Các anh có thể lục soát tôi nếu muốn. Nếu không phải do anh khỉ, vậy thì nó ở đâu được nhỉ? Tôi nghĩ tôi ngửi thấy mùi mì cay. Theo tôi nào. Mùi hương phát ra từ đây. Trên tầng có một căn bếp nữa. Đi nào, chúng ta phải nhanh lên. Cà chua, cà rốt, nấm, dưa chuột. Ta là đầu bếp tuyệt nhất thế gian này. Wow, ngài bếp trưởng. Sốt cay đặc biệt. Đây ạ.
Đây là tiếng con gái của tôi. Nhanh lên. Cẩn thận đấy. Chúng ta phải đưa cháu bé tới bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta không được chơi ở trong bếp. Trong bếp có rất nhiều vật dụng sắc nhọn, nước sôi và các đồ điện gia dụng, và chúng có thể làm cho các bạn bị thương. Ngoài ra, các vị phụ huynh hãy luôn chú ý tới các con của mình khi chúng ở trong bếp. Không được chơi ở bãi đỗ xe. Em tìm thấy anh rồi. Giờ tới lượt em. Em liệu mà trốn kỹ vào nhá. Anh ơi. Gà con. Gà con, em ở đâu? Gà con. Gà con ơi. Này cháu, sao cháu lại ở đây thế này? Chơi ở bãi đỗ xe nguy hiểm lắm. Cảnh sát trưởng Labrado, em cháu và cháu chưa trốn tìm ở đây, giờ thì em cháu mất tích rồi. Cái gì cơ? Các cháu chơi trốn tìm ở bãi đỗ xe à? Như vậy rất nguy hiểm đấy. Hãy giúp cháu tìm em trai cháu với à? Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Gà anh này, cháu với em chơi trốn tìm ở tầng này à? Vâng ạ. Vậy chúng ta cần phải tìm kiếm từng góc của tầng này mới được. Rõ. Gà con, gà con ơi. Gà con. Hả? Hả? Gà con chắc hẳn là ở gần đây thôi. Chúng ta có thể tìm ra cậu bé bằng cách đi theo những viên kẹo dẻo này. Chỗ kẹo dẻo này dừng ở đây. Vậy có nghĩa là gà con đã đi thang máy rồi. Hả? Ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tìm ra cậu bé càng sớm càng tốt. Tầng 2. Gà con. Gà con. Xin lỗi, chị có thấy một bé gà cao bằng tầm này không? Cháu không thấy. Gà con. Dobby, cậu tìm được gì không? Không thấy. Em trai của cháu. Anh ơi, anh ở đâu? Là gà con. Anh ơi. Tiếng ở tầng trên. Chúng ta đi nào. Gà con. Cẩn thận. Anh yêu em ơi. Là gà con. Gà con.
cẩn thận đấy. Sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không bao giờ được chơi ở bãi đỗ xe, vì các bạn có thể quá thấp nên nằm trong điểm mù của các lái xe. Vì thế lái xe có thể không nhìn thấy các bạn. Và có rất nhiều đường khác nhau trong bãi đỗ xe, các tài xế không phải lúc nào cũng phản ứng kịp thời, vì vậy có thể xảy ra tai nạn. Ngoài ra, hãy luôn cảnh giác với các xe đang đỗ hoặc dừng, vì chúng có thể đột ngột di chuyển. Hãy luôn nhớ phải cẩn thận khi ở bãi đỗ xe và không được chơi đùa ở đây. An toàn là trên hết. Quái vật trên đường. Bà ơi nhanh lên, chương trình ở nhà hát cầu vồng sắp bắt đầu rồi. Bà biết rồi, nhưng mà an toàn là trên hết. Quái vật! Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát Labrador, tôi gặp một con quái vật trên đường và nó đáng sợ lắm. Quái vật ư? Chúng tôi tới ngay. Họ đâu nhỉ? Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, một con quái vật bất ngờ xuất hiện trên đường. Xe của tôi đã gặp tai nạn vì nó đấy. Đáng sợ lắm mà. Con yêu. Lừa con, cháu đừng sợ. Trên đời này không có quái vật thật đâu. Nhưng chúng tôi thực sự đã gặp nó. Xin hãy giải quyết chuyện này. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá. Hả? Hả? Tôi tìm thấy dấu chân. Những dấu chân đến từ bên kia của giải phân cách. Người gây ra tai nạn này chắc hẳn đã nhảy qua hàng rào phân cách để qua đường. Anh có nhớ được là trông con quái vật đó như thế nào không? Ừ. Nó có cái đầu giống như tổ chim vậy. Đầu tổ chim ư? Và mũi của nó có màu đỏ. Cái mũi của nó thì rất là to nữa. Như này á? À? Chính xác, trông nó như vậy đấy. Con quái vật trông đáng sợ quá. Tôi không nghĩ đây là một con quái vật, mà trông giống chú hề ở nhà hát cầu vồng hơn. Một chú hề ư? Đêm nay ở nhà hát cầu vồng sẽ có chương trình về các chú hề. Chúng tôi đang trên đường tới đó đây. Dobby, chúng ta đi nào. Nhìn đằng kia đi. Chú hề chính là quái vật. Ôi trời ơi, anh sẽ bị muộn mất. Anh phải ra sân khấu ngay bây giờ. Đừng lo, tôi không bao giờ bị muộn hết. Tôi đã đi đường tắt mà. Khỉ đốt. Anh đã vi phạm luật giao thông, anh đã bị bắt. Không. Đứng lại ngay. Cảnh sát hả? Đây là chương trình mới à? Bắt anh ấy lại. Ê,
anh ta lại. Không được nhảy qua rào phân cách. Gặp lại sau nhá. Cẩn thận. Mạnh lên. Thật đáng sợ quá. Khi đột, anh đã vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Hãy theo tôi về đồn cảnh sát. Tôi sẽ không bao giờ nhảy qua rào phân cách để đi tắt nữa đâu. Tôi xin lỗi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta cần phải tuân thủ luật giao thông. Khi đi bộ, luôn dùng phần đường dành cho người đi bộ và không được nhảy qua hàng rào phân cách để đi tắt. Nếu các bạn làm như vậy, các bạn sẽ có thể gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ bài học hôm nay nhé.